Cô xin chào các bạn nhỏ. Các bạn ơi, chắc chắn chúng mình đã từng nhìn thấy những con bướm sặc sỡ sắc màu bay lượn ở những vườn hoa. Và đã bao giờ bạn tự thắc mắc một con bướm ra đời và lớn lên như thế nào không? Vậy, hoạt động khám phá khoa học ngày hôm nay, cô sẽ kể cho các bạn nghe về vòng đời phát triển của con bướm nhé. Mẹ bướm thường đẻ ra những quả trứng tròn và nhỏ xíu trên một cái lá. Khoảng 5 ngày sau, một bé sâu sẽ nở ra từ quả trứng đó. Ngay khi ra khỏi quả trứng, bé sâu rất háu đói và việc của nó là ăn, ăn và ăn. Ăn bất kỳ bông hoa nào hay lá cây nào mà nó nhìn thấy. Vì thế mà bé sâu lớn nhanh đến nỗi nó phải chui ra khỏi lớp áo da đã cũ và chật chội. Khi đã tự hình thành một lớp da mới vừa vặn hơn, rồi lại tiếp tục ăn. Đến lúc đã đủ lớn, chú sâu sẽ tạo ra một vỏ kén quanh mình. Ở trong đó, nó đã thay đổi rất nhanh. Và một ngày kia, vỏ kén sẽ mở ra. Với đôi cánh còn ẩm ướt, mềm và mỏng, đang cố gắng hết sức để chui ra khỏi kén. Chỉ sau đó một lát, nó sẽ nhanh chóng trở thành một cô bướm vô cùng xinh đẹp. Từ bướm mẹ đẻ trứng, trứng nở thành sâu, sâu tạo kén, rồi trở thành bướm trưởng thành. Cả các con bướm đều sinh ra và lớn lên như thế đấy các con ạ. Cô vừa kể cho các con nghe về vòng đời phát triển của bướm. Như vậy, các con cần nhớ rằng một con bướm được ra đời và lớn lên đều trải qua 4 giai đoạn, đó là bướm mẹ, đẻ trứng, trứng nở thành sâu, sâu tạo kén, rồi lại trở thành bướm trưởng thành. Bây giờ chúng mình đã biết một con bướm được ra đời và lớn lên như thế nào rồi đúng không? Và để thực tài thông minh của các bạn nhỏ, cô xin mời các bạn tham gia trả lời các câu đố của cô nhé. 1. Trứng bướm sẽ nở ra thành gì? A. Một chú bướm xinh xắn. B. Một bạn sâu. Chọn đáp án nào đây? À, phải rồi, trứng bướm sẽ nở ra một bạn sâu. Vậy ý mau chọn đáp án B bạn nhé. 2. Sâu bướm sẽ phát triển thành con bướm ngay đúng không? A. Đúng. B. Sai. Sâu bướm ăn rất nhiều và phát triển rất nhanh, nhưng chúng không trở thành con bướm ngay đâu bạn ạ, mà nó tạo thành kén. Vậy chúng mình chọn đáp án B bạn nhé. 3. Khi kén biến đổi hoàn toàn, nó sẽ trở thành con bướm đúng không? A. Đúng. B. Sai. Đáp án đúng là A. Và như vậy lại là một quá trình sinh sản mới của bướm đúng không nào? Các bạn vừa trả lời những câu hỏi của cô đúng, chứng tỏ các bạn rất là thông minh rồi đấy. Và để thể hiện sự thông minh hơn nữa, cô Hải sẽ dành cho chúng mình một trò chơi. Chúng mình có thích tham gia vào trò chơi không nào? Trò chơi của cô có tên là
chọn đúng số. Và để chơi trò chơi này đạt được hiệu quả, cô xin mời tất cả các bạn chúng mình hãy nhìn cô hướng dẫn cách chơi nhé. Trên màn hình của cô có những bức tranh, trong bức tranh thể hiện về vòng đời phát triển của một con bướm và có dãy số từ 1, 2, 3, 4. Yêu cầu của cô, các con hãy suy nghĩ và chọn những số phù hợp để ghép với mỗi bức tranh sao cho lần lượt thứ tự vòng đời phát triển của bướm. Chúng mình đã rõ cách chơi của cô chưa nhỉ? Nào, bây giờ chúng mình hãy sử dụng trí thông minh để cùng suy nghĩ nào. Đã hết giờ suy nghĩ rồi và cô nghĩ chắc chắn các bạn nhỏ của cô đã chọn được những con số phù hợp rồi đấy. Vậy bây giờ chúng mình cùng kiểm tra kết quả xem có đúng không nhé. Chúng mình cùng kiểm tra nào. Kết quả của các bạn có giống như thế này không nào? Xin chúc mừng các bạn thật là thông minh. Các con có muốn chơi trò chơi này một lần nữa không nhỉ? Nhưng lần này trò chơi sẽ khó hơn đấy các con ạ. Vậy chúng mình có muốn thử tài nữa không? Các con hãy chú ý nghe cô hướng dẫn nhé. Cô cũng có những bức tranh về vòng đời phát triển của một con bướm. Nhưng lần này những bức tranh sẽ không được xếp theo thứ tự lần lượt theo giai đoạn phát triển của con bướm. Và cũng có dãy số tự nhiên từ 1 đến 4. Yêu cầu của cô, các con cũng sẽ chọn những con số sao cho phù hợp và gắn vào mỗi bức tranh thứ tự lần lượt theo đúng giai đoạn phát triển của con bướm nhé. Nào, chúng mình hãy cùng suy nghĩ nào. Nào, chúng mình cùng kiểm tra kết quả với cô nào. Cô chắc chắn kết quả của các bạn cũng rất là giống như của cô. Cô xin chúc mừng các bạn. Các bạn ạ, bây giờ chúng mình đã biết những con bướm sặc sỡ sắc màu bay lượn ở những vườn hoa được ra đời và lớn lên như thế nào rồi đúng không? Và ngoài con bướm ra, xung quanh chúng ta còn có rất nhiều các con vật khác nữa đấy. Mỗi con vật đều có một vòng đời phát triển khác nhau. Tuy nhiên, trong hoạt động khám phá khoa học ngày hôm nay, cô và các bạn đã cùng khám phá về vòng đời phát triển của con bướm. Còn tất cả các con vật khác sẽ chờ đón chúng mình khám phá vào giờ sau nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.